NATO tập trận rầm rộ ở Biển Đen. Sắc lệnh nhập ngũ mới của ông Putin có phải là lệnh động viên lần thứ hai? Washington chấn động khi Nga bắt giữ nhà báo Mỹ, kêu gọi công dân Mỹ rời Nga ngay. Đơn kiến nghị Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine xuất hiện trên website của Tổng thống Zelensky. Trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, ông Trump phản pháo cực gắt. Quan chức Mỹ nói cần cơ chế đường dây nóng với Trung Quốc giống như thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Honduras sẽ đến thăm Trung Quốc sau khi cắt đứt quan hệ với đảo Đài Loan. Kính chào quý vị đến với bản tin Thời sự quốc tế ngày 31 tháng 3. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết được gửi đến quý vị. Liên quan đến tình hình chiến sự đầy căng thẳng ở Đông Âu vào hôm 30 tháng 3, lực lượng không quân, hải quân và lục quân của Romania đã tham gia vào cuộc tập trận do NATO triển khai ở Biển Đen dưới sự hỗ trợ của lực lượng giám sát trên không Mỹ. Cuộc tập trận này nằm trong chuỗi tập trận Sea Shield 2023, mô phỏng việc đối phó với cuộc tấn công của đối thủ nhằm vào một trong những bờ biển sông Danube, cách Ukraine khoảng 30 km ở đồng bằng sông Danube. 3.400 binh lính từ Albania, Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Hà Lan, Moldova, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với lực lượng Romania đến ngày 4 tháng 4. Sea Shield 2023 bắt đầu vào ngày 20 tháng 3, có sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay cùng với các tàu tuần tra khác. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của thợ lặn phá chất nổ và các chuyên gia về phòng thủ hóa học, sinh học và hạt nhân. Trong khi đó, Reuters dẫn tin từ hãng thông tấn TASS của Nga cho hay, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định chiến dịch nhập ngũ thường kỳ vào mùa xuân nhằm kêu gọi 147.000 công dân nhập ngũ. Tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã ban hành sắc lệnh động viên một phần kêu gọi người dân Nga nhập ngũ. Đây được xem là lệnh huy động đầu tiên ở Nga kể từ sau đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thì Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố việc nhập ngũ không liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo sắc lệnh nhập ngũ mùa xuân mới, thì tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm hoặc được đào tạo với chương trình tương tự nếu đang học đại học. TASS cho biết, trung bình mỗi năm khoảng 130.000 người sẽ được triệu tập nhập ngũ vào mùa xuân và mùa thu ở Nga. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine cho rằng phần lớn binh sĩ huy động từ lệnh động viên năm ngoái đã ra chiến trường, nhưng Nga vẫn chưa đạt được bước tiến nào trong mùa đông vừa qua. Vào ngày 30 tháng 3, Nga đã cáo buộc một nhà báo người Mỹ của tờ Wall Street Journal phạm tội gián điệp và tiến hành bắt giữ người này. Vụ việc đã làm sâu sắc thêm bối cảnh giữa Moscow và phương Tây trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 400. Wall Street Journal đã phủ nhận các cáo buộc gián điệp nhằm vào nhà báo Evan Gerkovic và yêu cầu Nga trả tự do ngay lập tức cho người này. Nhà Trắng đã lên án hành động của Nga và kêu gọi công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch ở Nga rời đi ngay lập tức. Trong cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 3, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết những cáo buộc gián điệp này thật lố bịch, việc chính phủ Nga nhằm mục tiêu vào công dân Mỹ là không thể chấp nhận được. Trước đó, thì cơ quan an ninh FSB của Mỹ cho biết họ đã bắt giữ nhà báo Gerkovic, 31 tuổi, tại thành phố công nghiệp Yekaterinburg của Ural. Người này đã làm việc ở Nga 6 năm. Gerkovic bị tình nghi làm gián điệp cho chính phủ Mỹ và được đưa đến Moscow. Trong phiên xét xử kín, tòa án đã ra lệnh giam giữ anh cho đến ngày 29 tháng 5 trước khi xét xử lần nữa. Tội gián điệp theo luật pháp Nga có thể bị phạt tù tới 20 năm. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết vụ án hình sự về tội gián điệp của Gerkovic được đánh dấu là tuyệt mật. FSB cho biết người này đã hành động theo lệnh của phía Mỹ. Thu thập thông tin được xem là bí mật nhà nước về hoạt động của một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Các thanh tra của FSB đã mở một vụ án hình sự chống lại công dân Mỹ theo Điều 276 của Bộ Luật Hình sự Nga. Theo CNN, đây là lần đầu tiên một nhà báo Mỹ bị Nga giam giữ vì cáo buộc làm gián điệp kể từ thời chiến tranh lạnh và diễn ra vào một tuần sau khi chính quyền Mỹ bắt giữ ông Sergei Vladimirovich Cherkasov, người mà Mỹ cũng cáo buộc là gián điệp và bị tòa án truy tố ở cấp liên bang.
Điện Kremlin đã không bình luận khi được hỏi liệu vụ bắt giữ anh Gukovic có phải là động thái ăn miếng trả miếng đối với vụ bắt giữ ông Chekhosov hay không. Hãng thông tấn TASS mới đây cho biết một bản kiến nghị đề xuất Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine đã xuất hiện trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 30 tháng 3. Bản kiến nghị này đề xuất cần triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine hoặc biến Ukraine thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân của riêng mình. Cho đến nay, thì đề xuất này đã được khoảng 100 người ủng hộ. Nếu muốn được Tổng thống Zelensky xem xét đơn kiến nghị và đưa ra phản hồi chính thức, tổng cộng phải có 25.000 người ký tên trong vòng 90 ngày. Các kiến nghị đề xuất trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine đã liên tục xuất hiện trên trang web của Tổng thống Ukraine kể từ năm 2015. Không có kiến nghị nào đạt đủ số phiếu để Tổng thống xem xét lại. Và năm ngoái, tại hội nghị an ninh Munich, ông Zelensky nói rằng Kiev có thể xem xét các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận Budapest vào năm 1994. Thỏa thuận này quy định rằng Ukraine cần từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo về an ninh. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Ukraine triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sẽ tạo ra mối đe dọa chiến lược đối với Nga. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Mỹ cho biết nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một người đàn ông Slovakia vì đã cố gắng bán 20 loại vũ khí và đạn dược của Triều Tiên cho Nga để giúp Moscow thay thế các thiết bị quân sự đã bị hao hụt trong cuộc chiến với Ukraine. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Washington cảnh báo rằng Nga đang tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên. Đây là động thái mới nhất trong loạt lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhắm vào Moscow. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã trừng phạt một công dân Slovakia là anh Assad Michev vì đã cố gắng trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu vũ khí có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, người này đã làm việc với các quan chức Triều Tiên để mua 20 loại vũ khí và đạn dược cho Nga, đổi lại các vật liệu từ máy bay thương mại, nguyên liệu thô và hàng hóa sẽ được gửi đến Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc đàm phán của ông này được xem là cả hai cùng hợp tác có lợi. Lệnh trừng phạt vào hôm 30 tháng 3 đã đóng băng tất cả tài sản của người này tại Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch với ông. Những người tham gia giao dịch với ông cũng có nguy cơ bị trừng phạt. Đại sứ quán Nga ở Washington và phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York chưa phản hồi về thông tin trên. Nhà Trắng sau đó vào hôm 30 tháng 3 cũng cảnh báo Mỹ có thông tin nói rằng Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên để đổi lấy viện trợ lương thực. Một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan truy tố sau khi điều tra việc ông chi khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước đợt tranh cử vào năm 2016. Như vậy, ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự dù cho ông đã tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ hai. Luật sư Alvin Bragg của quận Manhattan đã có cuộc điều tra trước đó và phát hiện ra mối quan hệ của ông Trump với ngôi sao Stormy Daniels. Nữ diễn viên được cho là đã nhận tiền từ luật sư riêng của ông Trump để giữ im lặng về mối quan hệ của hai người. Theo truyền thông Mỹ, thì các cáo buộc hình sự nghiêm trọng này có thể định hình lại cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024. Sau khi thông tin được công bố, ông Trump đã ngay lập tức phản pháo gay gắt, cụ thể trên mạng xã hội Truth Social. Cựu tổng thống tuyên bố ông hoàn toàn vô tội. Ông Trump khẳng định đây là cuộc bức hại chính trị và can thiệp bầu cử nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo thông tin từ Reuters, thì hiện các cáo buộc vẫn chưa được tòa án công bố chính thức. Bản cáo trạng có thể sẽ do một thẩm phán thông báo trong những ngày sắp tới. Ông Trump nhiều khả năng phải đến New York để lấy dấu vân và thực hiện các thủ tục khác. Hai luật sư của vị tỷ phú là Susan Nechelet và Joseph Stakopina cho biết họ sẽ đấu tranh quyết liệt để chống lại các cáo buộc nhằm vào thân chủ của mình. Vào hôm 30 tháng 3, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan. Đây được xem là cú mở đường để Phần Lan dần trở thành thành viên chính thức của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia cuối cùng trong số 30 thành viên của NATO chấp thuận tư cách thành viên của Phần Lan. Đầu tuần này, thì Hungary cũng đã đồng ý để Phần Lan vào NATO. Cũng trong tháng 3, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết Phần Lan đã thực hiện đúng cam kết trấn áp những nhóm người mà Ankara cho là khủng bố và bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan trở thành một phần của NATO. Ngay sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã nhanh chóng nộp đơn xin vào NATO. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị kéo dài do vấp phải sự phản đối của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được Ankara chấp nhận, chính phủ Phần Lan cho biết cho một tuyên bố rằng tư cách thành viên NATO sẽ củng cố an ninh của Phần Lan và cải thiện ổn định của khu vực biển Baltic cũng như Bắc Âu. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đồng ý phê duyệt đơn gia nhập NATO của Thụy Điển. Ankara cho rằng Thụy Điển đã không đáp ứng các điều kiện cần thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng thêm sự kiện đốt kinh Koran ở Stockholm hồi tháng 2 đã khiến mối quan hệ của hai nước trở nên căng thẳng.
Tư cách thành viên của Phần Lan sẽ đánh dấu cột mốc mở rộng mới của khối quân sự NATO kể từ khi Bắc Macedonia gia nhập liên minh vào năm 2020. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn cho Phần Lan, đồng thời khuyến khích quốc gia này cũng nhanh chóng chấp nhận việc gia nhập của Thụy Điển. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström chia sẻ rằng ông không còn chắc là quốc gia của mình có thể gia nhập NATO vào tháng 7 năm nay hay không, sau khi Hungary bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ về việc phê chuẩn. Trước đó, thì ông Billström đã khẳng định Thụy Điển chắc chắn sẽ gia nhập NATO vào tháng 7. Tuy nhiên, đến nay, ông nói với hãng tin thông tấn rằng tôi đã ghi nhận phản ứng gần đây nhất là từ phía Hungary. Họ có thể đã thay đổi, tôi chỉ hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Vào hôm 29 tháng 3, thì Hungary cho biết nước này sẽ tiếp tục xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, chứ chưa vội đồng ý, vì những chỉ trích mà chính quyền Stockholm nhắm vào các chính sách của Thủ tướng Viktor Orbán. Phát ngôn viên của chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács, cho biết Thụy Điển muốn thu hẹp khoảng cách gia nhập NATO với Phần Lan thì cần phải nỗ lực nhiều hơn. Sau nhiều tháng trì hoãn thì Hungary vừa qua đã đồng ý Phần Lan gia nhập NATO nhưng chưa phê duyệt cho Thụy Điển. Ông Kovács cho rằng trường hợp của Thụy Điển là lý do chúng tôi có nhiều bất bình cần làm rõ. Chính quyền Stockholm đã thường xuyên chỉ trích các quyết định của Hungary và có thái độ thù địch đối với chúng tôi trong nhiều năm qua. Ông Kovács cho rằng Thụy Điển cần phải thay đổi giọng điệu để tình hình tiến triển tốt hơn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển chứa chấp các thành viên của Đảng Công dân người Kurds PKK. Chính quyền Ankara cho rằng nhóm PKK có âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn đã đến New York vào hôm 29 tháng 3 trong lúc quá cảnh để đến thăm hai nước Trung Mỹ Guatemala và Belize. Đây là 213 quốc gia duy nhất còn giữ quan hệ với đảo Đài Loan. Theo Reuters, văn phòng đại diện đảo Đài Loan xác nhận về việc bà Thái dừng chân ở New York, đồng thời cho biết bà không mở họp báo hay tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào ở thành phố này. Trên đường về Đài Bắc, thì bà Thái có khả năng sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở thành phố Los Angeles, bang California. Tuy nhiên, chưa có bên nào xác nhận chính thức thông tin. Một đám đông đã chào đón bà Thái ở New York, trong khi nhiều người khác cầm các biểu ngữ có thông điệp phản đối việc tiền thuế của người Mỹ bị dùng để mua vũ khí cho đảo Đài Loan. Họ kêu gọi Washington hãy dùng tiền hợp lý để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và phát triển cơ sở hạ tầng. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh đã liên tục cảnh báo giới chức Mỹ không gặp gỡ bà Thái Anh Văn, người mà Trung Quốc xem là phần tử kích động đòi ly khai cho đảo Đài Loan. Trước chuyến đi nhạy cảm đến châu Mỹ, bà Thái Anh Văn vào ngày 29 tháng 3 đã phát biểu tại sân bay quốc tế ở Đào Viên rằng áp lực từ bên ngoài sẽ không thể ngăn cản quyết tâm của chúng tôi về kết nối với thế giới. Chúng tôi bình tĩnh và tự tin, không nhún nhường và cũng không kích động. Đài Loan sẽ kiên định bước trên con đường của tự do và dân chủ, tiến vào thế giới rộng lớn. Đường đi khó nhưng Đài Loan không đơn độc. Đài CCTV đưa tin vào ngày 29 tháng 3 thì ngay sau khi bà Thái Anh Văn lên đường đến Mỹ, người phát ngôn văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên cho biết nếu bà ấy gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy thì sẽ là một hành vi kích động nữa, xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, làm tổn hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kịch liệt phản đối điều đó và chắc chắn sẽ có biện pháp phản ứng mạnh mẽ, bà Chu Phượng Liên nhấn mạnh. Mới đây, điều phối viên về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, ông Kurt Campbell, khẳng định các nỗ lực xây dựng nền tảng cho mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa thành công. Ông Campbell cho rằng đường dây nóng liên lạc giống như thời kỳ chiến tranh lạnh và các cơ chế xử lý khủng hoảng là rất cần thiết. Tại một hội nghị về an ninh, ông Campbell cho biết Washington sẵn sàng để thực hiện cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu của hai vị quan chức này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng vì bà Thái Anh Văn đến New York và Los Angeles. Tháng trước, sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc ở vùng biển Nam Carolina, Tổng thống Biden cũng đã nói có thể điện đàm với ông Tập để xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, đến nay không có cuộc điện đàm nào diễn ra. Ông Campbell cho biết Bắc Kinh đã miễn cưỡng tham gia vào cuộc thảo luận thành lập đường dây liên lạc trong bối cảnh khủng hoảng, ông Campbell nói. Chúng tôi đã chế tạo ra những thứ đó trong thời chiến tranh lạnh và chúng hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại. Ông Campbell cho rằng Washington đang bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với Trung Quốc. Ngoài ra, vị quan chức Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ đang tăng cường tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bất chấp cuộc chiến ở Ukraine. Điều này sẽ được thể hiện trong ngân sách và cam kết của Washington trong thời gian sắp tới. Trên Twitter gần đây, Tổng thống Honduras bà Xiomara Castro thông báo sẽ sớm đến thăm Trung Quốc nhưng không nêu cụ thể thời gian. Tuyên bố của bà được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Honduras. Quốc gia Trung Mỹ này đã chấm dứt mối quan hệ đối tác kéo dài hàng thập kỷ với đảo Đài Loan. Tuần trước, Ngoại trưởng Honduras đã tới Trung Quốc để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự thay đổi này đã tô điểm thêm cho dấu ấn ngày càng lớn của Bắc Kinh tại khu vực Mỹ Latin. Sự thay đổi ngoại giao đã tập trung lại sự chú ý vào dấu ấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Mỹ Latin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc đang hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Honduras để nhanh chóng thiết lập quan hệ song phương. Bà Mao nói, chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với Honduras. Hai nước sẽ củng cố niềm tin chính trị và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Honduras là một trong 14 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối điều này. Sau động thái chấm dứt vừa qua của Honduras, đảo Đài Loan hiện chỉ còn 13 nước có quan hệ ngoại giao trực tiếp. Vào hôm 22 tháng 3, thì Cộng hòa Honduras đã phủ nhận việc yêu cầu Đài Loan viện trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ trước khi nước này thông báo mở rộng quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Honduras chỉ đề nghị Đài Loan mua lại các khoản nợ công của mình. Ngoại trưởng Honduras nói rằng khoản tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ không phải là hỗ trợ mà là cơ chế tái cấp vốn đã được thương lượng. Trước đó, thì một nguồn thạo tin khác nói với Reuters là Honduras đã yêu cầu Đài Loan viện trợ chỉ một ngày trước khi Tổng thống nước này bà Castro tuyên bố sẽ mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Mặt khác, Israel ngày 29 tháng 3 phóng phiên bản mới của vệ tinh do thám Ofak lên quỹ đạo. Bộ Quốc phòng Israel cho biết sẽ tăng cường giám sát khu vực suốt 24/24, khi nước này chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Iran. Vụ phóng đã lên kế hoạch trong nhiều tháng và được giám sát bởi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, một tín hiệu cho thấy ông sẽ ở lại văn phòng chính phủ, bất chấp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 26 tháng 3 thông báo sa thải vị quan chức. Vệ tinh Oleg 13 do Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel, ERI, thuộc sở hữu nhà nước sản xuất, là phiên bản mới nhất trong hàng loạt vệ tinh sản xuất trong nước, lần đầu tiên được đưa vào quỹ đạo năm 1988. Oleg 13 đã được tên lửa Savik đưa lên quỹ đạo trong vụ phóng ở Địa Trung Hải. Tên lửa di chuyển theo hành trình hướng về phía Tây, vì Israel muốn tránh công nghệ nhạy cảm rơi vào tay các nước láng giềng Trung Đông nếu xảy ra sự cố. Giám đốc điều hành ERI, Paul Levy, cho biết, Oleg 13 là phiên bản tiên tiến nhất của vệ tinh này. Với khả năng giám sát radar độc đáo, nó sẽ cho phép thu thập thông tin tình báo trong mọi điều kiện thời tiết và tầm nhìn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng minh rằng, ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn đối với nền tảng của quốc phòng Israel, trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Gallant. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, ông đã nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc với Thủ tướng Netanyahu khi kêu gọi tạm ngừng cuộc đại tu tư pháp gây chia rẽ. Đến hôm sau, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sa thải ông Gallant, gây ra làn sóng phản đối chống chính phủ, đồng thời khiến cho Hoa Kỳ lo ngại về nền dân chủ và sự sẵn sàng về mặt quân sự của Israel. Một nhóm chuyên gia ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga từ ngày 23 tháng 3 đã tiến hành diễn tập ứng phó với nguy cơ bùng phát cúm gia cầm nghiêm trọng. Các chuyên gia từ khắp đất nước Nga đã tham gia cuộc diễn tập ở mũi đất Kuren, khu vực cồn cát dài 98 km nằm giữa Kaliningrad và Litva trên biển Baltic, dải đất hẹp được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nằm trên hành trình di cư khoảng 20 triệu con chim từ châu Phi bay đến và bay về mỗi năm. Trọng tâm của đợt diễn tập trên phạm vi rộng là làm sao để dập tắt một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn như vậy. Ông Vitaly Morozov, hiệu trưởng trường Đại học Công lập Nông nghiệp St. Petersburg, cho biết an ninh lương thực là một phần quan trọng của an ninh quốc gia Nga. Vì vậy, việc diễn tập trên thực địa để quyết tâm xử lý và loại bỏ mầm bệnh là vô cùng cần thiết. Cúm gia cầm đã lan rộng khắp thế giới trong năm 2022, giết chết hơn 200 triệu con gia cầm, dẫn tới giá trứng tăng vọt và khiến cho các chính phủ lo ngại về khả năng lây truyền sang người. Virus gây cúm gia cầm không chỉ giới hạn ở các loài chim, mà đến nay đã được xác định ở mèo, chồn, cáo, rái cá, gấu và sư tử biển. Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris ngày 29 tháng 3 cho biết, Thụy Điển đã thông báo về một đợt bùng phát virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại một trang trại ở miền nam nước này. Các ca bệnh ở người vẫn rất hiếm và các quan chức y tế toàn cầu cho biết nguy cơ lây truyền giữa người với người vẫn còn thấp. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất vaccine cúm hàng đầu thế giới cho biết họ có thể sản xuất hàng trăm triệu mũi vaccine cúm gia cầm cho người trong vòng vài tháng nếu một chủng cúm gia cầm mới tiến hóa và lây truyền cho nhiều người trong cộng đồng. Reuters đưa tin, các chính trị gia Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tham vọng về mục tiêu mở rộng nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030 nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và cắt đứt hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhập từ Nga. Trên Twitter, thành viên của Nghị viện châu Âu Marcus Piper cho biết ngày 30 tháng 3, các thành viên EU đã cùng thống nhất mục tiêu sử dụng 42,5% năng lượng tái tạo vào năm 2030,
Các loại năng lượng được hướng tới là gió và mặt trời. Theo ông Piper, thỏa thuận thống nhất sẽ được viết thành luật. Luật mới sẽ thay thế hoàn toàn các mục tiêu môi trường trước đó của EU là đạt mức sử dụng năng lượng tái tạo 32% vào năm 2030. Ngoài ra, EU tăng cường mục tiêu như vậy là để chấm dứt việc nhập khẩu năng lượng hóa thạch từ Nga sau khi nước này đưa quân vào Ukraine. EU khẳng định sẽ cắt đứt nhập khẩu năng lượng của Nga vào năm 2027, đồng thời hướng tới sản xuất giảm phát thải carbon đến mức tối đa. Để đạt được mục tiêu mới, ông Piper cho biết, EU sẽ đầu tư vào các cánh đồng năng lượng gió và mặt trời, giảm tối đa sản xuất năng lượng khí đốt và tích hợp lưới điện của châu Âu vào các cơ sở năng lượng sạch. Kính thưa quý vị, và vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.